Việt Nam là một đất nước rất giàu tài nguyên thiên nhiên, trong đó rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng. Cùng với sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, chính phủ và ngành lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về chính sách và công tác tổ chức để phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước. Trong giai đoạn này, sự hợp tác quốc tế của Việt Nam phát triển rất rộng với đa dạng ngành nghề. Trong đó, lâm nghiệp là ngành được nhiều nhà tài trợ quốc tế quan tâm hỗ trợ, bao gồm các nước phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức kinh tế thế giới đã viện trợ cho việc trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nhằm đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Về chủ trương đường lối và các chính sách pháp luật của nhà nước, đứng trước những cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đầu tư cho phát triển lâm nghiệp để góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã không ngừng phấn đấu cùng với những mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Hoạt động của Ban Quản lý Dự án Viện trợ Lâm nghiệp không chỉ giới hạn ở những dự án chương trình viện trợ không hoàn lại, mà còn hướng tới những dự án chương trình vốn vay ưu đãi của nước ngoài và đầu tư trong nước. Vì vậy, việc tổ chức lại Ban Quản lý Dự án Viện trợ Lâm nghiệp. Trước tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng đến Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp nhân 20 năm ngày thành lập. Tổ chức JICA đã hoạt động dự án tại Việt Nam từ năm 2002. Chúng tôi có hai dự án tài trợ cho các tỉnh vùng duyên hải nhằm mục tiêu bảo vệ diện tích nông nghiệp ở 3 tỉnh. Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp khẳng định rằng đây là một địa chỉ tin cậy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để các nhà tài trợ tiếp tục tin tưởng và hợp tác hiệu quả trong sự nghiệp phát triển của ngành lâm nghiệp Việt Nam.